Còn cái việc mà quý vị đi bộ mà quý vị ngắm hoa rồi quý vị hồi hướng cái phước ngắm hoa thì xin thưa là cái việc ngắm hoa không có phước nha. Tại vì thứ nhất là nếu như quý vị ngắm hoa với cái sự chánh niệm thì nó lại không làm gì có sự ngắm hoa. Nếu chúng ta chánh niệm chúng ta lại không có ngắm hoa. Và khi đó chúng ta hồi hướng phước, chúng ta sẽ hồi hướng cái phước chúng ta chánh niệm. Còn khi chúng ta ngắm hoa mà nói cái kiểu đó, tức là chúng ta không có chánh niệm, chúng ta ngắm hoa, chúng ta cảm thấy an lạc, cảm thấy vui, cảm thấy thoải mái, là tâm mình không có tham, không có buồn phiền giận hờn. Chúng ta nghĩ đó là phước, thực tế không phải. Nói theo A Tỳ Đàm, đó là tâm tham, thọ xả, nó là tâm bất thiện. Mà khi đã là tâm bất thiện thì chúng ta không thể hồi hướng. Cho nên cái chuyện mà quý vị tụng kinh, quý vị hồi hướng được, quý vị giữ gìn chánh niệm, quý vị hồi hướng được. Còn cái chuyện quý vị ngắm hoa thì bản thân nó là tâm bất thiện, cho nên chúng ta không thể hồi Còn nếu như mà quý vị giữ gìn chánh niệm á, thì nó lại không có đề cập đến cái chuyện ngắm hoa nữa. Muốn biết tại sao thì vui lòng thực hành chánh niệm đi, rồi quý vị sẽ biết cái chuyện đó. Còn thân bằng quyến thuộc á, muốn nhận được thì cái người đó, thứ nhất là nếu như mà đã quá vãng ấy, thì nếu như cái thân bằng quyến thuộc có mặt ở cái nơi và cái khi mà quý vị hồi hướng, nói chung là họ nghe được á, dù thì còn hiện tại hay đã quá vãng, nếu như họ nghe được thì họ mới nhận được, còn nếu họ không nghe không biết thì họ không nhận được. Nó giống như là chúng ta mời ai đó ăn cơm thì họ phải có mặt ở đó thì họ mới ăn được chứ. Còn họ không có mặt ở đó thì họ không ăn được. Hoặc là họ có mặt ở đó mà chúng ta chưa có làm cơm, chúng ta chưa có mời thì họ cũng đâu có cơm đâu mà ăn. Đấy.